Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm sofifavn.com, shop ARC tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS so tiện lợi và đặt mua ARC BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Audio Jungle. Anh em cũng thắc mắc tương đối nhiều về hàng cánh của team MU thì tiện đây mình cũng chia sẻ cho anh em luôn. Thứ nhất đó là Marcus Rashford mùa thẻ 21 DS, theo mình thấy đây là cái mùa giải mà tốt nhất của cầu thủ chạy cánh người Anh này mà anh em nên đầu tư. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn sẽ có những cái mùa giải ví dụ như là 20 DS hoặc BOE anh em dùng cũng được, nhưng mà hai cái mùa giải này thì nó vẫn có là chân 3 chân 5 thôi. Cái khả năng phối hợp của Rashford nếu mà chân 3 như cái mùa thẻ 20 DS và mùa BOE này thì nó khá là bị thọt ở những tình huống căng ngang vào trong, đấy là cái điều mình không thích. Ở cái mùa thẻ E21 này thì mặc dù nó lên chân 4 chân 5, tuy nhiên là cái bộ kỹ năng liên quan đến phần dứt điểm của Rashford là mình thấy thực sự là đáng tiếc luôn. Tại vì là nhiều tình huống bó vào trong được nhưng mà cái kỹ năng dây dắt nó không đảm bảo cho lắm, xoay sở nó không được tốt cho lắm. Anh em có thể nhìn vào cái điểm thăng bằng nó rất là thấp, chỉ có 76 thôi. Riêng cái mùa 21 TS này thì thực sự đây là cái mùa mà Rashford được nâng cấp lên rất nhiều, bao gồm cả phần tốc độ này, số sao chân không thuận nó là chân 4 này, lên được ở mức thẻ cộng 5 chúng ta sẽ có 6 sao kỹ thuật cá nhân, và mình thấy là với cái tốc độ này nó rất là phù hợp với cái meta. AI của Rashford cũng rất là ổn để anh em chơi một kiểu xâm nhập vòng cấm. Những cái tình huống sút xa cũng như là ZD của Rashford mình thấy cũng ở mức rất là tốt. Vì vậy thì cái điểm hạn chế lớn nhất của Rashford thì chỉ có là cái phần di chuyển không bóng, nếu anh em xếp về vị trí ST đá cặp tiền đạo thì nó không được quá hay, nó chỉ ở mức gọi là khá thôi. Tất nhiên là anh em vẫn có thể sử dụng được khi mà anh em nháy quy. Và cái điều thứ hai nữa đó là về phần sức mạnh của Rashford thì nó cũng không được tốt, cái này là anh em cần phải nốt lại. Cùng phong cách của Rashford thì mình thấy là có thêm Jadon Sancho ở mùa thẻ 21 TS cũng y chang như Rashford luôn. Thì mình thấy là cái mùa thẻ 21 TS này là cái mùa thẻ tương đối đáng dùng, nhưng mà Sancho có 2 chân 5 năm, cùng với lại cái bộ thể chất nó có thể nói là nó cũng xem so với lại Rashford, nhưng mà nó khỏe hơn một tí, nó lì đòn hơn một chút. Tuy nhiên thì chỉ số tốc độ của Rashford này nó không được chuẩn, nó không được đúng như chỉ số ghi trên thẻ, tức là đua quãng dài của Sancho thì nó bất ổn, thường là nó bị ì trong khi tăng tốc ấy, cảm nhận của mình. Còn riêng về phần phối hợp làm bóng rồi kể cả xâm nhập vùng cấm thì mình thấy Sancho là món hàng tương đối toàn diện, hoàn toàn có thể thi đấu kiểu tạt cánh cũng được. Nhưng mà điểm mạnh của Sancho là những tình huống bó vào trung lộ hoặc là những tình huống khoét sâu vào cánh và nhả lại bóng cho những cầu thủ bên trong hoặc là tuyến hai, dứt điểm thì nó sẽ là tốt hơn. Còn những cái mùa thẻ trước đây của Sancho thì tất nhiên chúng ta dùng vẫn được, có mùa thẻ 20 TS này dùng được, nhưng mà giá này nó cũng sẽ không hợp lý và săn hàng anh em sẽ thấy khó hơn. BOE và 20CL anh em ít tài chính hơn, không có điều kiện sử dụng 21 TS thì cũng có thể sử dụng nhé. Cùng với hai con hàng mình vừa đề cập phía trên đó là Marcus Rashford và Jadon Sancho theo phong cách là kiểu đá xâm nhập vòng cấm nhiều, chúng ta còn có thêm hai cái tên nữa mà theo mình đá thấy cũng ở mức tốt. Thì chúng ta có thêm con hàng Memphis Depay. Depay là một trong những con hàng mà mình đánh giá cũng ở mức thuộc dạng tốt nếu anh em bỏ ra số tiền 35 tỷ thời điểm hiện tại. Ngoài cái vị trí là CF mà anh em thường thấy là người ta sử dụng tương đối nhiều với con hàng này ra, thì vị trí cánh cũng là vị trí phát huy tương đối cao với sở trường của Depay, đó là đột phá và ZD. Cái điểm mạnh của con hàng này hơn hẳn so với lại con Rashford đó chính là cái phần thể chất. Cái thông số là 1m76, 78 cân và thể hình to thì giúp cho Depay trong game rất là đô con, mặc dù là không cao nhưng mà cái khả năng trụ bóng rất là lì đòn. Mình rất là thích đá Depay. ZD cực kỳ tín luôn, đây là một con hàng mà mình đánh giá là cũng thuộc dạng style ZD là chủ đạo, mà nhất là khi cái meta này cớ lòng được lên ngôi. Ở mức này cộng 5 thì chúng ta cũng có 6 sao kỹ thuật cá nhân, tốc độ ngon, chạy chỗ thông minh. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng con hàng này, cũng là một trong những con hàng đá CF tốt cho cái team MU nữa. Và một cái điều anh em cần phải lưu ý duy nhất với Depay đó chính là cái chân trái 3 sao thôi. Chân trái của 3 sao của Depay là cái điều
anh em phải cẩn thận rất nhiều, tại vì vào cái chân này thì sút không được tốt và chuyền nó cũng không được tốt luôn. Tuy nhiên thì cái chân phải nó làm tốt hơn rất nhiều. Tốt nhất là nên đưa bóng vào chân phải để dứt điểm. Ngoài cái mùa giải 21 TS là chúng ta cũng có một mùa giải mà mình nghĩ là xài khá là được, đó là cái mùa giải E21. Tuy nhiên là nó cũng thua gọi là tương đối so với cái mùa thẻ 21 TS, nhất là ở cái phần cái bộ kỹ năng sút bóng thì mình thấy là mình chưa hài lòng lắm. Anh em vẫn có thể sử dụng được, tuy nhiên là với những anh em có tài chính ít hơn thôi. Còn với những anh em mà có điều kiện chơi mức thẻ cộng 8 ấy, thì mình đã chơi cả hai con hàng này rồi, thì hai con hàng này chạy cánh ở mức thẻ cộng 8 đều là những con hàng chất lượng. Nhưng mà con 19 UCL là cái con mà nó chất lượng hơn, khi mà mùa này nó khỏe hơn và khả năng dứt điểm bằng chân trái của nó cũng sẽ ổn hơn so với mùa COC này. Thì anh em hoàn toàn có thể cân nhắc sử dụng hai con hàng này ở mức thẻ cộng 8, đều đảm bảo cho anh em về phần khả năng chạy chỗ, di chuyển cùng với tốc độ vượt trội và cái khả năng cản lướt. Cũng là một cầu thủ chơi theo phong cách là đột phá xâm nhập vùng cấm, đây cũng là một con hàng khá là ok. Tuy nhiên là cái mức thẻ cộng 8 này thì có lẽ là với cái tầm 122 tỷ thì mình nghĩ là không xứng đáng, thì anh em bỏ 100 tỷ ra thì cái hiệu năng sử dụng của Greenwood nó không quá tốt. Tuy nhiên là con hàng nằm ở mức khá của team MU này nếu mà anh em xếp vị trí chạy cánh. Cái điểm mạnh của Greenwood đó là 2 chân 5 năm, anh em hoàn toàn có thể sử dụng Greenwood trong những tình huống ban bật với cả 2 chân. Ngoài ra thì Greenwood cũng có một cái tốc độ rất là tốt, mình thấy là phản ánh khá đúng trong game, hoàn toàn có thể đưa vào những tình huống gọi là nước rút với đối phương. Tuy nhiên thì anh em cũng nhìn thấy là cái phần chỉ số này nó không đúng trong nhiều điểm, tức là về phần dứt điểm của Greenwood thì mặc dù là mình đá hàng cộng 8 rồi ấy, thì có những tình huống mà Greenwood dứt điểm thực sự là nó không được ổn định cho lắm. Cái thứ hai nữa là về phần AI di chuyển Greenwood thì nó cũng không gọi là đột biến và nó không chủ động lắm. Nhưng là anh em đá con này thì nên gắn cho nó cái huấn luyện viên vào thì nó sẽ chủ động hơn tương đối, đá nó sẽ dễ chịu hơn. Tất nhiên thì Greenwood nó cũng sẽ có những cái tình huống mà nó đá nó hơi ảo. Nếu anh em ít lực hơn thì chơi tầm độ cộng 6 cũng được, đầu tư chơi vui vui, con này cũng ok. Ngoài ra thì cũng có thêm một con hàng nữa mà mình cũng muốn nốt lại cho anh em, đó là con hàng Alexis Sanchez. Về trường hợp của Alexis Sanchez thì con này thực sự là nó không quá nổi bật đâu, nhưng mà với cái mức lương 21 này của nó thì mình thấy đá là cũng được, đá cũng ok. Khả năng di chuyển không bóng của Sanchez cũng tương đối thông minh, cái cách đá của Sanchez cũng khá là lì đòn trong những tình huống mà ngang vai với đối phương. Mặc dù là cái thể hình 1m69, 62 cân thôi, nhưng mà cái AI di chuyển cùng với lại cái phần tì đè của Sanchez nó là tốt hơn so với lại những cái mà anh em nhìn thấy màn hình. Một điểm mạnh nữa của Sanchez đó chính là cái khả năng tăng tốc, kết hợp cùng với lại khả năng di chuyển thì anh em hoàn toàn có thể đưa Sanchez vào những tình huống đón chọc khe rất là thuận lợi, bó vào trong cắt inside và ZD. Thế là cái sở trường của Sanchez. Tuy nhiên thì anh em cũng có thể thấy được đó là cái chân trái nó chỉ là 3 sao thôi, nó hạn chế rất là nhiều với anh em trong những tình huống phối hợp cũng như là phần dứt điểm. Cái thể chất của Sanchez thì nó cũng gọi là tì đè được, nhưng mà để mà so với lại một con hàng mà nó có thể bù đắp cái phần chân 3, chân 5 so với lại thể chất thì con này chỉ được tầm một nửa so với con Memphis Depay mùa thẻ 21 TS thôi. Con Depay nó khỏe rất là nhiều nên là nó hoàn toàn có thể nó bù trừ được cái phần điểm yếu của nó về chân trái. Tận dụng tối đa khả năng của Sanchez đó là phần đi bóng và ZD thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng được. Một hàng có thể đổi gió cho team MU. Còn nếu mà để xét về hàng chạy cánh của team MU để chuyên tạt, đầu tiên nó sẽ là David Beckham. Với David Beckham thì tất cả các mùa thẻ này đều có kỹ năng tạt bóng rất là tốt. Tất nhiên là anh em có tiền thì nên đầu tư Icon chơi rồi. Với mức lương 25, một trong những cầu thủ mình thấy là khá là tốt trong cái meta này, có kỹ năng tạt bóng rất là điêu luyện, cùng với đấy là cái khả năng chọc khe cũng rất là thượng thừa. Nếu mà Beckham mà tạt bóng số 2 chắc game này không ai số 1 được. Còn anh em nào ít tiền hơn hoặc là muốn sắm một phiên bản đẹp dai dành cho Beckham thì anh em có thể sử dụng BTB. BTB cộng 5 thì cũng khá là tốt, nó sẽ đuối hơn về con hàng Icon ở cái khoản là phòng ngự thôi. Còn cái điểm mạnh về phần sút xa cũng như là tạt bóng và chuyền bóng dây dắt của Beckham thì vẫn có. Tuy vậy thì mình vẫn phải nốt lại cho anh em là Beckham có một cái tốc độ nó không được tốt, đá cần phải căn ke những tình huống mà Beckham chạy chỗ ok và ổn áp để mà
mà cho Beckham có tình huống thuận lợi nhất để tạt bóng. Beckham cánh phải thì chắc chắn là cánh trái mình phải nhắc đến Ryan Giggs rồi. Ryan Giggs, một con hàng mà mình chim ưng ở cái thời điểm mà mùa thẻ BTB này ra mắt. Thực sự là một con hàng khá chất lượng nếu anh em đá spam tạt cánh đầu. Thì cái điểm tốc độ thực sự là nó mô tả rất chính xác ở trong game. Tốc độ 115, tăng tốc 115 ở mức thẻ cộng 5. Ryan Giggs thì có một cái tốc độ tốt hơn Beckham rất là nhiều. Tạt bóng thì kém hơn Beckham một chút nhưng mà vẫn là một trong những cây tạt rất là chất lượng. Anh em tốt nhất là nên cố gắng, nếu có chơi Ryan Giggs thì nên đầu tư bản BTB này chơi. 23 lương theo mình nghĩ là nếu mà tạt cánh đánh đầu không thì rất là xứng đáng. Cái kỹ năng dê dắt của Ryan Giggs cũng là điều mà mình muốn nhắc tới, khá là dẻo. Tuy nhiên thì cái chân 5, chân 3 này thì nó sẽ hạn chế đi nhiều tình huống xoay sở của Ryan Giggs và cái khả năng trụ bóng. Và cái điểm trừ lớn nhất của Ryan Giggs đó chính là về phần sức mạnh. Cái điểm sức mạnh của Ryan Giggs rất là yếu và tranh chấp gần như là bị thua tương đối nhiều khi mà va chạm. Tuy vậy thì chắc là chả có ai để Ryan Giggs phải đi va chạm cả. Hầu hết là anh em sẽ dựa vào trên cái khả năng chạy chỗ di chuyển tốt của Ryan Giggs để chọc khe xuống cánh, đưa ra những đường tạt bóng thôi. Còn một điểm nữa đó là về phần dứt điểm của Ryan Giggs thì nó cũng không được quá tốt đâu anh em ạ. Nó cũng sẽ hơi bị phập phù và thiếu ổn định. Vẫn có kỹ năng ZD tốt nhưng mà nó theo kiểu dạng là hiểm mà nó không có lực sút lắm. Trong vòng cấm thì mình thấy là Ryan Giggs quả xịt quả nổ, nói chung là sút được thì phải vào góc rộng thì mới ok. Còn nếu anh em ít tài chính hơn thì kể cả CAP hay LH thì mình thấy là chắc là có lẽ là nên sử dụng LH vì nó vẫn đảm bảo cho anh em về phần tốc độ, chứ còn CAP thì có nâng cấp rất là nhiều điểm. Tuy nhiên là về phần tốc độ lại thua tương đối nhiều. Cả hai con này nếu mà để đầu tư thì nó cũng không xứng đáng mức lương và giá trị sử dụng lắm, nên là anh em cố gắng là bỏ ra tầm độ thêm 3-4 lương nữa đầu tư con Ryan Giggs BTB này nếu có chơi. Còn hai con hàng mà mình thấy đá mình thấy cũng khá là tốt, mà nó cũng không thiên hẳn về tạt mà nó cũng không thiên hẳn về xâm nhập vùng cấm. Con hàng thứ nhất đó chính là Nani. Nani thì chúng ta có tương đối nhiều những mùa thẻ ra mắt gần đây, đó là EPS, BTB. Tuy nhiên là chỉ là chân 4, chân 5 thôi, trong khi là cái mùa thẻ VTR và LH thì nó vẫn là 2 chân 5 năm. Thì mình thực sự khuyên là anh em nếu có chơi Nani thì nên đầu tư nhất là mùa thẻ VTR, khi mà cái mùa thẻ này nó được búp lên rất nhiều các cái điểm liên quan đến phần tốc độ cũng như là cái khả năng dứt điểm. Thì khi mà xâm nhập vùng cấm thì Nani sẽ có nhiều cái các cái tình huống gọi là đột biến hơn so với mùa thẻ LH. Tuy nhiên là nếu anh em để đá mà tạt cánh không thì cái bản LH này giảm lương cho anh em 2 lương cũng khá là tốt, cũng khá là ok luôn. Thì phụ thuộc vào mức lương anh em muốn bóp hoặc là anh em muốn nới lương ra để sử dụng Nani như thế nào thôi. Còn cái phiên bản VTR theo mình thấy nó vẫn đang là cái phiên bản mà đáng đầu tư nhất. Điểm mạnh nhất của con hàng Nani này theo mình thấy đó là cái khả năng dê dắt và cầm bóng. Theo mình thấy là nó tốt hơn nhiều so với chỉ số. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng những cái tình huống quẩy skill và đột phá với Nani để tạo ra những cái khoảng trống dành cho đồng đội ở phía trong. Ngoài ra thì Nani cũng có một cái khả năng gọi là ZD cũng tương đối ảo, nên tận dụng những cái tình huống mà Nani góc sút. Thì vì cái meta hiện tại thì ZD nó được nâng lên rất là nhiều. Có những đường chọc khe mà sang hai bên biên ấy thì phương án tạt cánh cũng là một phương án rất là tốt dành cho Nani, anh em có thể khai thác. Mkhitaryan thì cũng từ khá lâu rồi thì Mkhitaryan không có một mùa thẻ nào mới. Chúng ta vẫn chắc vẫn phải sử dụng cái mùa thẻ VTR này. Hiện tại thì mình thấy cái mùa thẻ VTR này nó cũng không còn quá bén như ngày trước nữa. Tuy nhiên thì Mkhi vẫn là một con hàng mình thấy là tương đối chất lượng trong cái khoản gọi là đều toàn diện trong cái bộ kỹ năng tấn công. Tốc độ của Mkhi không quá tốt. Cái kỹ năng dứt điểm của Mkhi nó cũng không phải gọi là quá vượt trội, nó chỉ dừng ở mức khá. Cái điểm mạnh nhất của Mkhi đó chính là cái khả năng chuyền bóng, cùng với đó là kỹ năng dê dắt. Ở mức lương 21 cho một con hàng chạy cánh của team MU thì đây cũng là một phương án sử dụng khá là được, có thể xoay tua cho anh em. Một trường hợp nữa mà mình thấy có lẽ là anh em gần như là không sử dụng và rất ít sử dụng, đó là trường hợp của Jock Best. Thực sự là cái mức lương 26 để mà đưa ông này về đội và cái số tiền rơi tầm độ 23 tỷ, mình nghĩ 23 tỷ nó không là vấn đề lắm. Nhưng mà cái mức lương 26 tỷ để mà nhét vào trong đội hình thì tương đối khó để anh em có thể sắp xếp. Khi mà nhắc đến huyền thoại người Iceland này thì mình khá là chi mừng bởi tốc độ chạy cùng với đó là cái tốc độ dê dắt bóng. Vì sao mình nói đến phần tốc độ dê dắt bóng? Vì
một người đá bàn phím như mình mà cầm vào ông Jokbet này, mình thấy thực sự là đảo chân rất nhanh, anh em hoàn toàn có thể vượt qua đối phương, không cần dùng skill luôn mà chỉ cần dùng những tình huống CE và đẩy tốc đơn thuần. Đây là cái điểm mà mình thích nhất của Jokbet. Để mà nói thì Jokbet không quá mạnh trong những cái tình huống gọi là tạt bóng đâu. Jokbet được bù lại bởi khả năng xâm nhập vòng cấm cùng với cái tốc độ rất là tốt, nên là mình khá là chim bưng. Ông này dứt điểm cũng được, không phải quá hay nhưng mà ở mức tốt. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng Jokbet trong những tình huống xâm nhập vòng cấm để ZD hoặc là đê thẳng vào khung thành đối phương. Có một cái điểm yếu mà anh em cần phải đi Jokbet nữa, đó chính là về phần sức mạnh. Cái điểm sức mạnh này là cái điểm mà mình nghĩ là anh em sẽ cân nhắc tương đối nhiều khi bỏ ra 26 lương khi mà con hàng này nó không khỏe. Ông này gặp phải hậu vệ đối phương khi mà tông húc ngang vai, húc đơn thuần thôi thì gần như là bet cũng rất dễ bị văng ra khỏi tầm kiểm soát bóng. Cái điều đấy là cái điều rất là khó chịu. Theo mình thấy đó là những con hàng chạy cánh thuộc dạng tốt nhất của team quỷ đỏ MU, anh em có thể đầu tư được, anh em có thể cân nhắc để sử dụng nhé. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều. We'll be right back.